Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Có những đại ca giang hồ không chỉ để lại dấu ấn của mình ở ngoài xã hội, mà khi ở trong tù, những đại ca này còn thể hiện được độ khét của mình. Ở video trước chúng tôi đã đưa ra vài cái tên tiêu biểu. Tiếp theo phần trước, hôm nay xin mời quý vị đón xem những đại ca để lại tên tuổi lừng lẫy trong trại giam phần 2. 1. Lâm Chín Ngón của Khám Chí Hòa. Khám Chí Hòa là nơi giam giữ tất cả những giang hồ cộm cán nhất miền Nam trước năm 75 và cả miền Bắc và miền Nam sau năm 75. Một trong những cái tên nổi bật nhất trong Khám Chí Hòa từ trước đến nay chính là Lâm Chí Ngón, một giang hồ tồn tại từ thời Đại Ca Thầy. Bởi gần như từ trước đến nay chưa có một giang hồ nào có thể tiễn hai mạng người trong một trại giam. Thời đại Hoàng Kim thỏa sức vùng vẫy đó của Lâm không được bao lâu, năm 1970, trong một phi vụ ăn hàng, Lâm bị tóm và bị giam ở Chí Hòa. Tại đây, trong một lần chuyển trại, Lâm đã đụng tướng cướp cô đơn Điểm Khắc Kim. Khi đó, Kim đang thụ án 20 năm về tội trộm cướp hấp diêm. Thời gian này, vết thương do thiếu tá Seiya bắn trúng vào bụng của Kim chưa lành hẳn, nên Kim rất gầy và người còn xanh rớt như tàu lá. Tuy nhiên, với thành tích ở bên ngoài, cùng khả năng lươn lẹo, Kim xin làm chân thư ký để Lào. Trong trại nơi Điểm Khắc Kim đang thụ án, đón mấy chục hảo hán mới, trong đó có Lâm Chín Ngón. Đám ma mới còn lộn xộn, Đề Thị Uy, Kim lớn tiếng. Muốn làm loạn hả? Không biết ông đội bay đang ở đây sao? Trong đám ma mới một gã cao to gằn giọng. Mày là thằng nào? Chỉ chờ có thế, Kim vênh mặt. Ông nội mày là Điểm Khắc Kim. Vừa dứt lời, Lâm cao lớn nhanh như cắt nhảy sổ vào, dùng cánh tay kẹp ngang cổ họng của Kim. Tay trái rút ngay cầm bút chì kim tinh trên túi ngực thư ký để Lào, ốm nhắt, nhắm thẳng vào trán hắn mà đâm. Tuy có võ nhưng bất ngờ, lại nhỏ con hơn nữa sau cơn đại phẫu. Dù hết sức, Điểm Khắc Kim không thoát khỏi gọng kim sắt của gã hộ pháp to lớn, mặt lạnh như tiền. Lĩnh nguyên vết đâm của cây bút sắc nhọn trên trán, máu chảy xối xả, đỏ lom cả mặt cổ. Máu chảy mờ cả mắt, quá đau, Kim hầu như không chống trả nữa. Lúc này Lâm Chín Ngón mới buồn tay. Người ta đồn rằng sau vụ chết hụt đó, Điểm Khắc Kim sống trầm hẳn, bỏ đi mái tóc bồng bềnh lãng tử. Có ai hỏi tên, chỉ xưng tên mình. Tên thật của Kim là Lê Văn Minh, chứ không xưng danh như trước. Sau vụ hạ bệ Điểm Khắc Kim, cộng với những thành tích khi còn dưới trướng Đại Ca Thầy, Lâm Chín Ngón đường hoàng leo lên chức đại ca trong Khám Chí Hòa. Kinh nghiệm ở tù ngoài Phú Quốc trước đó đã giúp Lâm Chín Ngón nhanh chóng trở thành đại bàng trong trại giam. Cảnh sống trong tù và ngoài đời đối với Lâm Chín Ngón không mấy khác nhau, tức cũng cướp bóc, ăn nhậu, bài bạc hút sách vân vân. Bán thuốc ngoài đời đã siêu lợi nhuận, bán hàng cấm trong tù lại càng lời khủng. Mua chuộc được giám thị trại giam, Lâm Chín Ngón độc quyền bán thuốc ở khu FG, sau đó mạnh dạn mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn trại. Cũng chính vì lý do đó mà Lâm đụng chạm với một võ sĩ quyền anh nổi danh khắp miền Nam lúc bấy giờ, bị bắt vì tội buôn mái thúy. Đó là Cường Võ Sĩ. Cường Võ Sĩ là em ruột của Sơn Đào, một chùm du đãng ở Sài Gòn. Ngay trong tù, một trận thư hùng đã xảy ra giữa Lâm Chín Ngón và Cường Võ Sĩ. Bị một nhát dao đâm trúng tim, Cường Võ Sĩ chết ngay lập tức. Sơn Đào ở bên ngoài nghe tin em ruột bị chết trong trại giam Chí Hòa, thề rằng sẽ giết chết Lâm Chín Ngón. Lúc đó trong trại Chí Hòa có tên tù Hoàng Đầu Lâu, vì trên bả vai y có xăm hình chiếc đầu lâu. Hoàng Đầu Lâu võ nghệ cao cường, mang đai đen tứ đẳng taekwondo. Sơn Đảo tiếp cận và mua chuộc Hoàng Đầu Lâu bằng cách bỏ tiền mua một căn nhà mặt phố tặng cho vợ con Hoàng đang sống khổ sở trong căn nhà trọ ở một ngõ sâu. Sau đó Sơn Đảo lại đầu tư tiền bằng cách tặng vợ Hoàng Đầu Lâu một sạp vải ở chợ để vợ Hoàng buôn bán sinh nhai. Hoàng Đầu Lâu đang mang án nhẹ, không chung khu giam giữ với tủ trọng án nên rất khó tiếp cận được Lâm Chí Ngón. Sơn Đảo đã dàn dựng một vở kịch hoàn hảo để Hoàng trở thành tù trọng án. Sau đó Sơn Đảo lo lót cho Hoàng Đầu Lâu chuyển sang ở cùng một buồng giam với Lâm Chín Ngón. Từ sau khi giết Cường Võ Sĩ, Lâm Chín Ngón biết Sơn Đảo sẽ tìm cách trả thù. Vì vậy khi nghe chuyện Hoàng Đầu Lâu chém giám thị rồi được đưa về giam chung buồng với mình, Lâm thừa biết sắp có chuyện chẳng hay sẽ đến với mình. Ngày đầu Hoàng Đầu Lâu vào, Lâm nhờ một người mua một chai rượu Tây mời Hoàng uống cùng. Không chút nghi ngờ, Hoàng Đầu Lâu nốc rượu thoải mái sau bao ngày thèm khát. Say rượu, Hoàng Đầu Lâu lăn ra ngủ như chết.
Lâm Chín Ngón lẳng lặng nấu nồi nước để tắm. Khi nước sôi, Lâm bê nguyên cả nồi đổ xuống toàn thân Hoàng Đầu Lâu. Hoàng lăn lộn kêu gào vì bị bỏng nước. Chàng nói chẳng rằng, Lâm rút dao đâm Hoàng gần 40 nhát cho đến khi nạn nhân tắt thở. 2. Bờ Điên tại trại giam Nam Hà. Bờ Điên trong giới giang hồ thành Nam không quá nổi bật, nhưng thập niên 80 thì đây là một hung thần trong trại Nam Hà. Cũng cần phải nói thêm về giang hồ lưu manh xứ Bắc. Trong trường trại lúc bấy giờ, có hai loại được phân biệt khá rõ là phạm nhân thụ hình án và trại viên tập trung cải tạo. Nếu không có biểu hiện quá tốt trong quá trình án phạt, thì lệnh tập trung cải tạo thứ hai, thứ ba là chuyện rất dễ xảy ra. Giang hồ gọi là án cao su. Và tất nhiên, thứ giữ dằn quậy phá đâm chém trong trại đều rơi vào loại tù này. Đứng đầu trong thế giới hẹp của giang hồ trại giam tứ xứ là Bình Lác, tức Lé Mắt, xuất thân Hà Nội. Với những tên tuổi nổi cộm lúc bấy giờ, còn có thêm Thiện Trọi, Hạnh Pinje, Sinh Đại Bàng, đều là dân Hà Thành. Linh Gù, em ruột Hòa Cùi, nhờ danh của anh mình khét tiếng Hải Phòng, Quảng Ninh, nên cũng có một vị trí nhất định, nhưng chỉ dám bóc lột đám tù cô thế yếu hơi, non gan ở phạm vi đội lao động mà Linh là đội trưởng. Bờ được đưa về một đội mà đa phần là dân vùng chiêm trũng Hà Nam Đình. Chỉ sau vài buổi, Bờ được quản giáo giao ngay vai trò đội trưởng. Với phương pháp dĩ độc trị độc, được xem là tối ưu thời đó, việc chọn lính mới Bờ làm tù chúa được xem là quyết định khôn ngoan. Một hôm sau giờ lao động, các đàn anh cộm cán xứ Bắc ngồi tụ tập uống trà ở sân. Ấm trà Bắc là thứ quý giá để khẳng định số má giang hồ. Đang vui vẻ chơi trà ngấm, cả bọn há hốc mồm, nhưng sau đó lại phải cụp mắt, không dám nhìn khi Bình Lác buồn chân đi ngang qua, tiện thể lấy luôn ấm trà bằng sắt tráng men và một chiếc chén nhỏ. Gã hung thần trại Nam Hà ngồi xuống dưới gốc cây gạo giữa phần trại bề, ung dung rót trà nhấm nháp. Và chuyện còn gây kinh ngạc hơn với toàn thể giang hồ máu mặt xứ Bắc khi Bờ xuất hiện từ cửa phân khu, đi thẳng đến chỗ Bình lặng lặng cúi xuống nhấc ấm trà lên và nhanh như chớp vụt thẳng vào giữa đỉnh đầu hung thần trại giam. Cú đánh chuẩn xác cộng thêm với sức cơ bắp của một tên lưu manh có nguồn gốc nông dân khiến Bình Lác ngã lăn quay ra đất bất tỉnh nhân sự. Bờ vẫn không thèm liếc nhìn mắt đối phương, cúi xuống nhặt ấm trà và chén. Gã đi chậm rãi đến nơi các chiến tướng giang hồ tứ xứ đang theo dõi sự cố, chia cái ấm ra, nhìn cả bọn với cái nhìn của một kẻ rất ư là không bình thường, nói với giọng như rít lên trong kẽ răng: "Lấy cho bố mày cái ấm trà mới." Bình dĩ nhiên là không thể chịu thua, ra lệnh cho đám đàn em xuống nhà bếp, lợi dụng sơ hở lúc phát cơm cho các đội lao động, thuổng ngay một con dao. Gã gói con dao trong bộ quần áo cũ rồi đi tìm Bờ. Nhưng khi đến tận phòng của Bờ, Bình khựng lại. Thuở ấy cái gì quý nhất là đường sữa thịt cá. Thế mà Bờ sai quân nấu nước pha cả chục hộp sữa vào, ngồi múc sữa ấm nhẩm nha, tắm dưới mái hiền, miệng liên tục gào to: "Tao là hoàng đế La Mã." Bình choáng quá vội quay về phòng mình. Thời điểm Bờ Điên đang thụ án thì nhóm Ngũ Hổ Thành Nam cũng ra tòa, chịu các mức án khác nhau. Nam Dồ án trung thần, Huy Lô 18 năm và hàng loạt bản án nghiêm khắc khác dành cho toàn bộ đám cướp nhất nhì Nam Định. Tất cả được chuyển đi thụ hình tại trại Nam Hà. Nghe tin, Bờ nghỉ lao động, ở lại phòng giam để đón chiếu nữ xưa. Với hàng chục tên có máu mặt và thành tích giang hồ cùng xứ Hà Nam Ninh thoát tụ về một chỗ, Bờ trở thành một hiểm họa với toàn bộ giới đầu gấu còn lại. Có Bờ, với uy danh đã từng hạ nhục Bình Lác, hung thần Hà Nội chống lưng, Nam và Huy bắt đầu cuộc chiến tranh giành toàn bộ quyền lợi cho dân Nam Định. Chính đây là lý do sau này các con cọp xứ Nam Định đi tung hoành khắp nơi vẫn không kiêng nể dân Hà Nội và Hải Phòng một mảy may. Thiện Trọi, biệt danh cũng do Trung tá Xuyên, giám thị trưởng đặt để chỉ tính hung hăng như gã trọi của gã, đã tránh giao tranh với băng Bờ Điên một cách đơn giản nhưng rất khôn ngoan. Gã lấy cớ và nện một bạn tù khác vỡ đầu bằng gạch thẻ. Với biên bản kỷ luật 3 tháng giam cùng hai chân, Thiện nghiêm nhiên tránh được cuộc chiến cướp cờ của Bờ mà chiến hữu Hà Nội chẳng trách cứ. Còn Bình thì sau hàng loạt vụ đâm chém khốc liệt trước đó đã bị nhốt riêng trong nhà kỷ luật đặc biệt sát chân núi đá, nên dù có tức tối đến đâu cũng phải chịu thua nhìn cánh Nam Định đè bẹp các băng nhóm khác. Hạnh Pinsme không chịu thua nên đã cầm đầu một nhóm cả chục đàn em tìm cách hạ thủ Nam, nhưng khi giáp mặt Bờ, bất giác cả bọn tháo chạy.
Hạnh cầm dao trên tay nhìn Bờ. Bờ nhìn Hạnh rồi cười sảng sặc, gọi đàn em pha trà mời đối thủ. Hạnh quay về và hôm sau bèn áp dụng cách thức của Thiện Trọi, tìm ai đó nện để bị kỷ luật, tránh xa giao tranh. Chỉ sau nửa tháng, toàn bộ giang hồ xứ Bắc tại trại Nam Hà đều khuất phục băng nhóm của Bờ. 3. Việt Dũng tại trại Yên Hạ. Nhắc đến Việt Dũng hay Dũng Palestine thì các giang hồ xứ Bắc cho đến Nam không ai không biết, bởi đây là một trong những tay đào búa khét tiếng thực sự. Về chiến tích ở ngoài xã hội thì Việt Dũng gần như có một rổ, từ tạt axit khánh trắng, chém Sơn Bạch Tạng cho đến cùng đàn em Tin Palace làm mưa làm gió ở Nha Trang. Được biết, Việt Dũng đi từ những năm 74, tức là chưa giải phóng. Lúc đó Việt Dũng phạm tội giết người nhưng chưa đủ 18 tuổi nên chỉ phải nhận mức án 20 năm tù. Cũng năm đó thì ngoài xã hội còn đói huống chi trong tù. Vì thế để sống, tồn tại thì các đại ca phải lao vào đâm chém để làm đại bàng. Với bản lĩnh của mình thì Việt Dũng đương nhiên cũng xếp ở mầm trên, làm đại bàng. Việt Dũng chuyển nhiều trại khác nhau và trại nào cũng nổi như cồn. Trong số đó để lại ấn tượng nhất chính là trại Yên Hạ ở Sơn La. Lúc đó đại ca gốc Hà Nội này làm trật tự, chức danh lớn nhất trong trại. Đương nhiên, với chức danh trật tự trại giam, có quyền sinh quyền sát trong tay, thì Việt Dũng đã hồ mưa gọi gió tại trại giam này một thời gian dài. Đương nhiên, chỉ cần trái ý của Việt Dũng thì dù đầu gấu của bất kỳ tỉnh nào cũng phải nhận cái kết đắng. Đến mãi sau này khi ra tù năm 86 thì những dư âm của Dũng Palestine vẫn còn. 4. Dung Hà ở trại giam số 5 Thanh Hóa. Dung Hà ba chùm đất Hải Phòng không chỉ nổi ở ngoài xã hội mà còn khá có tiếng trong tù. Những năm 95 khi bị bắt thì Dung Hà thụ án tại trại giam số 5 Thanh Hóa. Lúc này quẫy Dung Hà cực kỳ mạnh bởi có cả ba chùm Phúc Bồ Hà Nội nên gần như là quẫy độc tôn biệt nữ. Giang hồ lúc đó kể rằng thịt hộp là thứ xa xỉ ngoài xã hội, nhưng trong phòng Dung Hà lúc nào thịt hộp cũng đầy, đồ ăn thức uống không thiếu. Dung Hà lúc đó không giữ bất kỳ chức vụ nào, nhưng tiếng nói được xem như lớn nhất trại. Ở ca nữ lúc đó có một phạm nhân người Nam Định, nghe đầu là đại úy nhưng buồn mài thúy và nhận mức án tử hình, tha xuống trung thân làm trật tự. Vì làm công an trước đó nên làm cực kỳ khét. Chính điều này làm Dung Hà ngứa mắt. Ngay lập tức ba chùm đất Hải Phòng đã cho đàn em rạch mặt nữ trật tự này. Đương nhiên Dung Hà chỉ đứng sau chỉ đạo và đàn em nhận hết tội. Chính vì thế ba chùm này vô can và chỉ sau 3 năm thụ án đã trở về với xã hội. Trên đây là phần 2, những đại ca để lại tên tuổi lừng lẫy trong trại giam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share ủng hộ OV Đại Bàng. Xin chào và hẹn gặp lại.